những cục đá là hoàn toàn tự nhiên chứ hay là anh nhét vào đây lên trường? À, tự nhiên hết em ơi. Khi cái tác phẩm nghệ thuật lên tiếng thì không có cái gì để mà đánh đổi được hết. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Độc Lạ Bình Dương. Kính thưa các bạn, mình là Phú. Cách đây vài ngày thì Phú có đăng lên kênh một cái video về việc anh Trường thực hiện tác phẩm điêu khắc của mình trên một cây xanh còn sống, đó là cây giá tỵ. Thì hình tượng mà anh Trường tạo ra hết sức là sống động, khiến nhiều bạn cảm thấy bất ngờ và thích thú. Thì hôm nay mình tiếp tục gặp anh Trường và được biết một điều hết sức thú vị là anh Trường tự mày mò, tự tìm hiểu nghề điêu khắc. Anh Trường không có bất kỳ một người thầy nào. Ngoài điêu khắc trên cây gỗ còn sống thì anh Trường còn điêu khắc trên một loại hình gỗ khác, đó là cây gỗ mọc trên núi đá. Và hôm nay chúng ta sẽ vào nhà anh Trường để xem cái tác phẩm độc đáo thứ hai này của anh Trường. À đây, đây, đây bộ bàn ghế trong này không? À... đây bộ bàn ghế đây. Đây, nó quay từng cái chi tiết đá nó ôm tự nhiên này. Đây, đá đây. Cái thưa các bạn, rất là hiếm gặp những cái bộ bàn ghế mà nó có đá, nó lồng vô bên trong này. Đây là những cục đá là hoàn toàn tự nhiên chứ hay là anh nhét vào đây lên trường? À, tự nhiên hết em ơi. Đặt đây cục đá đều luôn. Đã. Đây. Đây nha. Đây. Dạ. Đây, đây. Đó. Dạ. Tức đó. Là ban đầu á, đây là những cái gốc cây đưa về trên núi. Nó mọc trên núi. Đá thì tại sao nó đá nó lại luồn trong cây như thế này ta? Thì khi mà nó mọc lên, nó phát triển lên thì nó bộ rễ nó bám vào đá luôn. Dạ. Nó phát triển rồi nó ôm chụp lấy đá luôn. Càng đá nhiều bao nhiêu thì nó càng là già cây bấy nhiêu, nó phát triển cái lõi nhiều bấy nhiêu. Dạ. Đó. Thì vì khi mà đưa lên kênh Độc Lạ Bình Dương của em thì sẽ có nhiều người nói là anh là nhét đá vào trong cái bộ bàn ghế này, thì làm thế nào để mình chứng minh được là đá này là nguyên thủy của nó? Đây thì đây em thấy là gỗ nó cuốn mép nè. Dạ. Cuốn mép tự nhiên là không thể nào mà ở ngoài gỗ này mà to mà mình nhét nhỏ như vậy mà mình nhét cục đá to vô trong này được. Nè. Đó. Đó, và những tay con rồng đang ôm cục đá thì anh đưa khắc thành cục vàng. Thưa các bạn, thì có bộ bàn ghế đá này, có bàn ở chính giữa thì có nguyên một cục đá rất là to, được anh tạo hình thành giống như là cái lượng vàng ha. Vàng rồng. Dạ. Ôm giao vàng cho gia chủ. Dạ. Đây là một cái khối gỗ là lõi nhất ở này thì em biết là nó phải hình thành tệ nhất là cũng phải 400-500 năm. Em thấy cái cục đá này nó màu sắc nó cũng giống vàng, thì cái loại đá này là anh có biết là loại đá gì không mà sao nó có màu đẹp vậy? Cái đá này anh cũng nói chung đã làm mà nó màu trắng thôi, tự nhiên là nó thời gian này nó lên nó ngả màu vàng vậy. Dạ. Chứ không có giữa cái phần gỗ và đá này thì nó có những cái chất này là thì nhiều khi anh ấy thêm keo để cho nó giữ, không thôi nó rớt cục đá ra nó mất hay. Dạ. Để thêm, nhưng mà nguyên thủy là nó như vậy luôn, cục đá nằm trong gỗ vậy luôn, trong gỗ đó luôn. Dạ. Đó, và đây nữa nè, đó đá. Wow. đó cái thứ các bạn và đây nữa. Cái điều mà độc lạ ở đây mình thấy là cái bộ bàn ghế đá này thì nó có tới là 6-7 ghế vậy đó ha. Chỉ có một cái ghế lớn thôi. Tại sao lại nó có sự so le như vậy ta? Không phải là tất cả những ghế lớn hoặc là cùng là ghế nhỏ mà có một cái ghế cao tới khoảng chắc 2 mét quá. 1m9. Dạ. Tại vì ý của anh là nó độc là một chứ không phải là độc là nhiều. Cho nên là anh muốn tạo cho gia chủ một cái ghế là độc quyền. Độc quyền. Khi mà bất kể một người là có làm lớn cỡ nào vô nhà thì cũng không dám ngồi lên cái ghế đó, mà khi anh ta chủ nhà gia chủ ngồi cũng khi tiếp khách cũng tùy lượng khách mà ngồi lên cái ghế đó. Yeah. Nếu mà người lớn tuổi của anh ta ngồi lên thì trịch thượng quá thì coi. Yeah. Cũng không được. Yeah. Cái ghế này nó uy nghi của anh, bây giờ khách của anh mà tới đây chắc cũng không dám ngồi đâu. Đúng rồi thì không dám ngồi, chỉ có là cái gia chủ ngồi thôi, nhưng mà gia chủ là ngồi là tùy cái đối diện. Yeah. Ví dụ người lớn tuổi hơn mình không nên ngồi đó thì nó coi nó trịch thượng lắm. Dạ. Thà bạn bè tới ngồi chơi vui vẻ. Dạ. Giỡn nha. Rồi thôi bây giờ anh ngồi trên đó rồi anh giới thiệu thêm về những cái nét điêu khắc của anh. Hai bên cái tay vịn anh là hình như là hai con cá chép ha. Hai con cá chép cá. Dạ. Hóa rồng đó. Dạ. Thì ý tưởng của anh là cái như là khi mình làm á là con người mình đó là cái như mà biết tu nhân tiếp đức. Yeah. Cũng có thể mình trở thành thiên thành Phật. Yeah. Và cũng có thể là một anh mà ban cổ nông thì cũng có thể trở thành một nhà đại gia nếu mà biết phấn đấu làm ăn. Yeah.
Tức là đến con cá chép mà nó cũng có thể hóa rồng thì mình dù thân phận nào cũng có thể là trở thành những cuộc đời cao hơn á, sang trọng hơn ha. Dạ. Mình mà biết tu nhân trúc đức thì cũng có thể là trở thành bất tử, thí dụ vậy. Dạ. Tức là sống mà có đức thì cũng có thể thành tiên thành Phật kiểu vậy ha. Đúng rồi. Ồ, trên cái ghế này nó cũng có đá nè. Có đá đó. Em ra xong quay xong rồi cũng có đá luôn. Đang điêu khắc ở gỗ nó chạm tới đá thì anh xử lý sao? Thì anh né ra anh để giữ nguyên, anh giữ nguyên cái chỗ đá đó. Và đó anh né anh giữ nguyên. Đây. Đó. Đá tự nhiên của nó hết. Em cảm thấy hơi khó hiểu một chỗ là cái đây là nguyên là một cái gốc cây đúng không? Cái ghế lớn này nè, nguyên là một gốc cây. Thì tại sao là có những cái đá nhỏ nhỏ mà nó xen lẫn vậy mà không phải là một khối đá luôn, nó nằm trong thì trên cái vách núi đó thì nó có những cái hòn đá nhỏ. Thì cái rễ nó chùm hết, thì nó trong khi đó là nó chùm luôn cả đá to nó nhỏ. À. Ở đó thì mình làm ra là bắt đầu là những cái nào nó chịu nổi thì nó còn lại, còn đằng nào không chịu nổi thì nó bung ra. Dạ. Yeah. Cái đá mà trong gỗ như thế này là nó ở trên cái vùng núi nào, và anh đưa cái bộ mà gốc cây này về đây lâu chưa, và anh tạc cách đây là bao lâu rồi? Cái này là cũng về đây là cũng phải 6-7 năm rồi. Tức như là đưa ngoài vùng ngoài Phan Thiết, Bình Thuận đó. Yeah. Hoặc là nhà ngoài Ban Mỹ Thuật rồi đó. Yeah. Mà mấy cái vùng đó nó mới có đá. Yeah. Đó, chứ còn ở trong này là ít lắm. Mà giờ lấy cũng rất khó, bởi vì đưa một cái gốc cây này từ trên núi xuống cả một cái vấn đề. Yeah. Rất cực, đào mà đục đá là thấy là cái gì hư cả xà beng đó, cho nên là họ đưa xuống được từ trên núi đó đưa xuống đất là cả một vấn đề khó khăn. Yeah. Còn đưa từ đó về nhà nữa, rồi từ đó về đây nữa, bao nhiêu qua bao nhiêu chặng là. Cho nên là khi mà mình đưa về tới đây được là phải có giấy tờ. Yeah. Của kiểm lâm là phải xác nhận được. Vậy cái bộ đây là được tạo ra từ bao nhiêu gốc cây hết anh? Cái này thì 6 đông là 6 gốc nhỏ nè. Yeah. 7 là 8 nè, 8 cả thảy là 8. 8 gốc cả thảy. Dạ, 8 gốc cây. Riêng cái gốc này là lớn nhất đúng không ạ? À? Dạ, đây là em thấy đây là hai cái rễ đó nè. Hai cái rễ. Đó. À, đây là con nai mà có ốm đá này, nhỏ nhỏ nhưng mà nó cũng ốm đá. Đó. Bây giờ những nghệ nhân á mà chuyên về cái loại hình mà gỗ và đá xen kẽ nhau như thế này là nhiều không anh? Ở Việt Nam thì hiện nay có khoảng bao nhiêu nghệ nhân theo đuổi nghề này? Cái đó thì anh không biết, tại vì nói chung là anh đầu tiên là anh làm cái bộ này nó ôm đá vậy thôi. Yeah. Chứ anh chưa có tay ai hết. À, tác phẩm cái bộ bàn ghế này anh làm trong thời gian bao lâu ạ? À, cái này là anh với một thằng đệ tử nó mới học thôi. Thì đó chỉ có phá thôi, chính là anh thì nó cũng phải vào 5 tháng rưỡi. 5 tháng, một mình anh làm thôi. Mình 5 tháng, 5 tháng rưỡi. Nó nặng nề lắm, lúc đó nó nặng lắm chứ không phải vậy đâu. Tại vì đây là mình phá, mình bỏ đi là ví dụ như cái bộ này đó là 10 phần thì anh phải phá đi là anh bỏ đi là cũng phải đến 4-5 phần rồi. Dạ. Yeah. Đó, thì nó mới còn lại nha. Dạ. Yeah. Hồi nãy anh nói là anh đến với nghề điêu khắc này ấy, thì hoàn toàn là không có sư phụ. Yeah. Vậy thì em rất là khó hiểu tại sao một người nếu mà không có ai dạy thì tại sao là biết cách làm điêu khắc, thì cái cơ duyên như thế nào ạ? Thì đó, từ xưa trước giải phóng thì anh mê về hội họa. Thì anh mê một nhà họa sĩ ở ngay vẽ cho nhà sách thiếu nhi và tuổi sách hoa xanh, hoa đỏ, hoa tím của quận Nhất là nhà sách khai trí đó. Nhưng mà sau này khi ông ta là cái anh mê, anh cắt từ trang của ông, anh bỏ vào trong giống như cái album. Thì sau giải phóng ban sợ ban đốt đi, thì anh không biết là tìm ông đâu được nữa. Thì anh bây giờ nó hiện đại rồi, anh mở qua Google anh gõ anh tìm ông. Thì bây giờ anh được biết ông ở bên Mỹ, ông có cái gallery ở bên Mỹ. Anh cũng có nói chuyện với ông qua Facebook và anh kết bạn với ông. Mà anh nói là tôi tuy chưa có học ông ngày nào về hội họa, nhưng mà ông đã cho tôi một cái kiến thức ngay từ nhỏ, tôi đã đam mê ông. Đến nay tôi thành đạt về cái nghề điêu khắc. Thì trong đó là nó cũng có ảnh hưởng về bên hội họa. Cho nên tôi thật cảm ơn ông. Yeah. Và ông ta đã chấp nhận. Yeah. Nhưng mà những cái hình gì mà anh cảm thấy hồi đó anh mà bị đốt đi, anh có thể ông gửi về cho anh lại được hết, anh tìm lại được. Thì ngoài điêu khắc tạo ra những cái sản phẩm mà mình dùng ở nhà, thì chắc là anh cũng làm ra nhiều bộ bàn ghế cho các đại gia ở đất Bà Rịa này đúng không ạ? Cũng có, và ở ngoài Châu Đốc cũng có. Yeah. Báo chí của tỉnh An Giang, Châu Đốc cũng có đăng 4 lần. Yeah. Và đã truyền hình đưa anh lên 1 lần. Dạ, cái tác phẩm mà xét về mặt giá trị tiền bạc mà nó cao nhất thì anh làm thì là bao nhiêu ạ? Theo như anh nghĩ đó là cái sản phẩm mà cao nhất đó, thì nói chung là hồi trước tới bây giờ anh làm cho người ta xài nhiều,
cho nên là cái buôn bán đó, là nhiều khi họ gia chủ ở cái gia chủ họ bán lại cho người ta thì anh không nắm bắt được. Nhưng mà thực tế ra thì anh thấy là nhiều khi đó, cái những cái món hàng này nó vô giá lắm, nó là tùy thuộc vào cái chất liệu gỗ rồi cái niên đại của nó là nó mấy trăm năm rồi, nó trong khi đó mình lồng cái sáng tạo mình vô đó, điêu khắc nó có ý nghĩa gì ở trong đó thì từ cái chỗ mà đó thì không phải là chất liệu gỗ mà nó tạo thành là cái sản phẩm giá cao. Có thể là giống như em thấy giống như là Picasso tranh bằng giấy thôi, nhưng mà người ta cũng vẫn có thể giá cao bởi vì cái sáng tạo của họ nó vượt mức hoặc là nó quá siêu đẳng hoặc là hay quá hay. Gỗ thì vài trăm năm tuổi, còn có đá kia thì nó cũng là lớn hơn gỗ rất là nhiều rồi. Đúng rồi, đá này thì là lớn hơn nhiều rồi, nó là núi đá rồi, nó nằm thì cái cây này lúc nó mọc nó nhỏ, cái núi này là nó có sẵn rồi. Mà cái cây mà nó lên cỡ này thì nó phải từ vài trăm năm rồi. Chứ không có đá thì hàng ngàn năm hơn. Nó giống như em thấy đơn giản lắm, mấy cái cục này có vậy, tuy nó vậy nhưng mà nó cả vài ngàn năm nó mới hình thành được nha. Tại vì nó là chất gỗ mà giờ nó bị cháy âm ỉ dưới lòng đất, giờ là kiểu như là nó chai đi, nó thành cái đá hóa thạch vậy, gỗ hóa thạch vậy, đó là gọi là ung đá. Một cái sản phẩm như thế này, một tác phẩm như thế này thì nó ngoài cái bàn tay điêu khắc tài hoa của anh thì nó là sự kết hợp của thiên nhiên, của tạo hóa nữa. Nên em nghĩ là nếu mà định giá nó cho đúng thì rất là khó. Đó thì hồi mà anh có làm với Châu Đốc thì có một bài báo của tỉnh Ninh Giang Châu Đốc đăng lên là khi các tác phẩm nghệ thuật lên tiếng thì không có cái gì để mà đánh đổi được. Các bạn thân mến, mình xin tạm ngưng video ở đây ạ. Các bạn đừng quên đăng ký kênh, ấn chuông thông báo để đón xem những video tiếp theo trên kênh Độc Lạ Bình Dương. Xin cảm ơn các bạn.